Hôm nay cô sẽ giúp cho các bạn vật học 12. Chúng ta phân biệt được cho cô biên độ góc, biên độ dài của con lắc đơn. Vì đối với bài tập con lắc đơn, cô nhìn thấy các bạn rất khó khăn khi mà phân biệt được khi nào, lúc nào thì nó sẽ là biên độ góc và biên độ dài. Biên độ góc và biên độ dài khác nhau ở chỗ nào? Ly độ góc và ly độ dài có mối quan hệ gì? Và chúng ta có một bài tập ví dụ, một con lắc đơn có chiều dài dây treo là 20 cm. Kéo con lắc khỏi vị trí cân bằng một góc 0,1 rad, rồi cung cấp cho nó một vận tốc ban đầu là 10 căn 2 cm trên giây, hướng theo phương góc với sợi dây, bỏ qua ma sát lấy g bằng 10 m trên giây bình phương, chấm tìm A. Chu kỳ tần số góc của con lắc, B. Ly độ góc, ly độ dài, C. Biên độ dài và biên độ góc. Sau khi các bạn tóm tắt xong cái đề, cô sẽ giúp các bạn giải như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về chu kỳ của con lắc. Như vậy chu kỳ T bằng 2π căn của L trên G, đúng không ạ? Và tần số góc là omega sẽ bằng là gì? Căn của G trên L. Chúng ta thay vào căn của gì? G là 10 trên L của bạn là 0,2. Về kết quả bạn bấm sẽ bằng là 5 căn 2 và đơn vị là rad trên giây. Đó chính là tần số góc. Như vậy thì các bạn sẽ có là chu kỳ chính là bằng 2π căn của L là 0,2 chia cho G là 10 và kết quả là bằng 2π chia cho 5 căn 2 và đơn vị của nó là giây. Đó chính là chu kỳ đối với con lắc đơn. Và chúng ta tiếp tục tính về cái ly độ góc. Người ta biểu các bạn xác định ly độ góc. Như vậy ly độ góc là cái gì? Là đối với con lắc đơn có chiều dài như thế này, chúng ta kéo ra một đoạn và chúng ta thả ra thì thả nhẹ thì cái góc này người ta gọi đó là alpha không, gọi là biên độ góc. Như vậy bây giờ người ta biểu các bạn đi xác định ly độ góc, có nghĩa là ở một cái vị trí alpha nào đó và lúc đó chúng ta sẽ có một vị trí alpha và cung cấp cho nó một vận tốc ban đầu thì ly độ góc chính là alpha. Như vậy chúng ta sẽ có ly độ góc, câu B, ly độ góc nó chính là chữ alpha và nó chính là 0,1 rad các bạn, đó chính là alpha. Vậy bây giờ cô biểu các bạn xác định ly độ dài thì rất đơn giản, dài chính là chiều dài và S sẽ bằng là alpha nhân với L. Như vậy bằng 0,1 nhân với chiều dài L là 20 và kết quả của mình là bằng 2 cm. Đây được gọi là ly độ dài. Ly độ dài, dài tức là đơn vị chiều dài. Ok, các bạn theo dõi kịp chưa nào? Và tiếp theo chúng ta sẽ tìm biên độ dài. Biên độ dài là gì? Ly độ dài là S, biên độ dài của các bạn chính là S0. Và S0 chính là bằng alpha 0 nhân với là gì? L. Và chúng ta có một cái công thức độc lập thời gian mà chúng ta sử dụng, đó là gì đây? Theo chiều dài đó là A bình phương sẽ bằng là V bình phương trên omega bình phương anh xỉn vì ôm x bình cộng cho V bình trên omega bình. Như vậy thì chiều dài của các bạn chính là S0, mà S0 chính là biên độ và nó chính là S bình cộng cho V bình trên omega bình. Các bạn thay vào đây các bạn sẽ tìm được là gì? Alpha, S0 người ta gọi đó là gì? Biên độ dài nha. Như vậy em ta sẽ thử tính cho cô thử biên độ dài coi. Các em thử tính cái biên độ dài cho cô thử nào. Rồi chúng ta sẽ tính cái biên độ dài này. Chúng ta sẽ có S0. S0 sẽ bằng căn bậc 2 của S cô vừa tính xong, đó là 2 bình cộng cho ở một vị trí có vận tốc là 10 căn 2 tất cả bình chia omega là 5 căn 2 tất cả bình và các em bấm máy tính nó sẽ ra được là 2 căn 2. Và 2 căn 2 vì nó là biên độ dài cho nên các bạn sẽ có đơn vị là
cm. Như vậy từ đây các bạn sẽ tìm ra được cái gì đây? Biên độ góc. Và biên độ góc alpha 0 chính là bằng S0 chia cho L. À, như vậy nó sẽ là bằng 2 căn 2 chia cho 20. Và kết quả của bạn là 2 chia 20 là 0,1. Đúng không? 2 chia cho 20 là 0,1 căn. Căn 2. Và đúng, chúng ta có đơn vị là. Dạ, vậy các bạn phân biệt cho cô, đây chính là biên độ góc, còn đây chính là biên độ dài. Đây chính là ly độ góc và đây chính là ly độ góc và đây chính là ly độ dài. Dạ, như vậy thì các bạn sẽ phân biệt được đây là ly độ dài và đây chính là ly độ góc. Ok.